Cường xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về một cái mẫu nhà vườn mái Nhật với cái tổng diện tích xây dựng công trình lần này là bằng 100m2 như quý vị các bạn nhé. Cái công trình lần này thì quý vị các bạn xem trên tấm bìa ở đây, đó là công trình mà Cường đang làm cho chị Hà Ngọc Nga, đúng không ạ? Ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, đúng không ạ? Trên tên chủ đầu tư đây là bà Hoàng Thị Bơi, là mẹ của chị Nga, quý vị các bạn nhé. Thì quý các bạn có thể thấy được rằng đây là cái tờ bìa của công ty cổ phần kiến trúc HCG. Thì trong video ngày hôm nay ấy, thì là Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn là rất kỹ về cái công trình lần này để cho quý vị các bạn có thể là áp dụng ứng dụng được vào trong cái công trình của nhà mình. Và trước khi đi vào video, bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Và trước tiên ấy, thì là Cường xin chia sẻ cho quý vị các bạn công trình lần này Cường làm là có tổng diện tích xây dựng là bằng 100m2. Công năng thì bao gồm là có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Với lại toàn bộ các phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín và một cái vệ sinh chung như quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phối cảnh tổng thể công trình. Trên màn hình của quý vị các bạn đây đó chính là một cái bộ hồ sơ của bên công ty cổ phần kiến trúc HCG như quý vị các bạn nhé. Đây là một bộ hồ sơ nhà vườn mái Nhật. Với cái bộ hồ sơ này thì có rất là nhiều các hạng mục khác nhau để cho quý vị và các bạn là có thể là biết và có thể là áp dụng được. Các bạn nào mà muốn hướng dẫn đọc cái bộ hồ sơ này thì là video sau Cường sẽ hướng dẫn rất chi tiết cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn là biết cách đọc và quản lý được cái bản vẽ của nhà mình như quý vị các bạn nhé. Cũng như là Cường sẽ gửi về cho chị Nga để chị biết được và cái công trình của mình trong quá trình đọc thì sẽ như thế nào, phải không ạ? Đấy là toàn thể cái video buổi sau. Còn video ngày hôm nay thì Cường sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn sơ bộ cho quý vị các bạn biết cái bộ hồ sơ bản vẽ thì bao gồm những hạng mục gì để cho quý vị các bạn nó có thể là biết và áp dụng được vào trong cái công trình nhà mình, phải không ạ? Trước tiên thì quý vị các bạn hãy cùng Cường xem đây là cái phối cảnh góc của công trình. Cái công trình lần này là cái phần công trình ý, thì là Cường đang thiết kế theo cái phong cách là kiến trúc là tân cổ nhẹ nhàng như quý vị các bạn nhé. Cái sơn cái màu trắng này kết hợp với cái mái là mình đang sử dụng là ngói mái ngói fuxi màu ghi, đúng không ạ? Màu xanh ghi. Và các cái rìa mái này thì là mình cũng đang sơn cái màu ghi, đúng không ạ? Tất cả các cái phần đá ở ốp ở dưới chân này thì là mình đang sử dụng đó là ốp đá gạch thẻ như quý vị các bạn nhé. Tại sao chúng ta lại ốp đá? Bởi vì sao? Bởi vì là khí hậu của nước ta ấy, là một trong những cái khí hậu mà nóng ẩm rất dễ là mưa rất là nhiều. Thế nên là khi mà mưa nhiều thì nó ẩm mốc lên sẽ làm cho chóc vẩy ở chân các cái công trình và nó sẽ không được bền. Thì là bên mình đang ốp đá toàn bộ ở dưới chân công trình cho quý vị các bạn nhé. Thế nên là công trình của quý vị các bạn sẽ rất là bền. Với cái hình thức là theo cái phong cách là tân cổ điển nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nhẹ nhàng với gờ phào chỉ làm cho công trình của mình sẽ rất là đẹp, là cái điều đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là kết hợp với đó là chúng ta có thể là sử dụng những cái cửa, ví dụ như cửa chính này các bạn có thể sử dụng những cái cửa thủy lực, đúng không ạ? Hay là các cái cửa hai bên hông này thì chúng ta sử dụng là khung nhôm sinh pha với những đường cong nhẹ nhàng làm cho công trình của chúng ta rất là đẹp và sang trọng như quý các bạn nhé. Thì quý các bạn có thể là xem thêm ở trên cái bản vẽ của bên mình. Và cái thứ hai là trên mặt tiền này, đối với mặt tiền thì quý các bạn có thể thấy được rằng là cái công trình của bên mình khi mà đã thiết kế thì là đều là những cái công trình mà rất là đẹp và rất là chi tiết. Thì quý bạn có thể là xem thêm ở trên cái ảnh trên tab cộng đồng, những cái công trình thực tế của bên mình làm thì đều cực kỳ là đẹp và gần gũi với thiên nhiên cũng như là rất là bền. Không gian thì sử dụng rất là sung sướng nhé quý bạn nhé. Đấy là Cường chia sẻ cho quý vị các bạn. Về bậc lên thì Cường đang làm là 3 bậc. Cái sảnh này, tỷ lệ giữa cái sảnh này và chiều cao của cái phần mái, đúng không ạ? Rất là hài hòa, cân đối. Cái mái từ cái phần sảnh này lên đến phần trên sảnh này là mình đang làm là khoảng 3m. Và cái mái này thì bên mình đang làm dốc khoảng 28 độ như quý bạn nhé. Thế nên là cái tỷ lệ mái rất là hài hòa. Thì các bạn nào mà chưa biết tính mái thì các bạn có thể là liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32, thì là Cường có thể là tư vấn thêm cho quý vị các bạn, đúng không ạ? Đó, đây cái phần sảnh rất là đẹp và sang trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới, đây là chính là cái mặt bằng công năng của công trình. Đây là một trong những cái phối cảnh về tổng thể công trình. Thì quý vị các bạn sẽ rất dễ hình dung được cái công trình lần này của nhà mình như các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta lên ở đây đó chính là 3 bậc, đúng không ạ? Với hai cột sảnh rất rộng, vào chúng ta có một cái khu vực là phòng khách và khu vực phòng thờ, thì là mình đi ở lối hành lang vào, đúng không ạ? Và đây chính là cái khu vực là một cái phòng ngủ đó. Và phòng ngủ này đi vệ sinh riêng đây nhé quý bạn nhé. Và cái khu vực này, đây là phòng ngủ số 2 thì cũng đi vệ sinh riêng, đúng không ạ? Tất cả các phòng này đều có vệ sinh này. Và đây là một cái phòng ngủ 03,
cũng có một vệ sinh riêng đúng không ạ, và trên này là cái khu vực phòng bếp có lối vào riêng cho cái khu vực phòng bếp nha quý bạn nhé. Thì quý bạn có thể thấy được rằng là khu vực phòng bếp thì mình cũng đang chia ra thành hai khu riêng. Cái khu bên trong này thì các bạn có thể là để làm vệ sinh chung cho toàn thể là khách đến đúng không ạ, khách đến chơi nhà thì chúng ta đi vệ sinh này. Và cái chỗ mà mình đang nâng cốt lên đây thì chúng ta có thể là làm cái chỗ để vào cái phòng giặt đúng không ạ, và cửa mở để chúng ta có thể phơi quần áo luôn ở trong phòng của nhà mình và có thể là phơi ra bên ngoài này nhé quý bạn nhé. Thì đó chính là cái phối cảnh tổng thể công trình. Về bên trên của cái phần mái này thì là bên mình vẫn đang là làm cao là 2m7, sau đó mình đổ cái lớp bê tông vào đây để sau này các bạn có thể là làm kho. Thế nên là chỗ này các bạn có thể thấy có một cái cửa để chui lên bên trên nhé các bạn nhé. Đó là toàn thể cái phối cảnh tổng thể công trình nội thất để cho quý vị các bạn là rất dễ hình dung. Đối với lại một bộ hồ sơ bản vẽ thì có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau như quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn có thể thấy được rằng là đây chính là cái phần bản vẽ của phần kiến trúc thôi đúng không ạ. Đây là một phần bản vẽ phần kiến trúc, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 bản vẽ với những cái chi tiết rất rõ ràng để cho quý vị và các bạn rất là dễ hiểu đúng không ạ. Thì đấy là về phần bản vẽ phần kiến trúc. Thế nhưng mà ngoài cái phần bản vẽ phần kiến trúc thì chúng ta còn có cái bộ hồ sơ bản vẽ về phần kết cấu đó. Bản kết cấu nó rơi khoảng 26 bản và rất là rõ ràng từng cái chi tiết, từng cái thống kê một để cho quý vị và các bạn là dễ hình dung, dễ hiểu. Thì các bạn nào mà muốn đọc để hiểu được toàn bộ cái bản vẽ của công trình lần này từ cái bản móng mái như thế nào thì các bạn hãy xem video sau nữa chứ các bạn nhé. Video sau thì Cường xin phép là chia sẻ rất sâu cho các bạn đấy. Ví dụ như đây là một cái bản kết cấu về phần móng đúng không ạ, thì là Cường sẽ chia sẻ nó rất là kỹ cho các bạn. Hay là cái bản mà chia sẻ về kết cấu móng đơn, đây là cái móng đơn và phần bể phốt như nào thì là Cường sẽ chia sẻ nó rất kỹ cho các bạn để quý các bạn là có thể là hiểu và áp dụng được vào trong công trình nhà mình. Thế còn là trên cái bộ hồ sơ này còn có bản vẽ về điện nước nữa nhé quý vị các bạn nhé, nên là rất là chi tiết. Đối với lại cái bản vẽ lần này ấy, thì là Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái diện tích cũng như là cái công năng để cho quý vị và các bạn là có thể là hiểu và áp dụng được vào trong công trình nhà mình. Thì Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường xem ạ. Trên màn hình quý vị các bạn đây, đó chính là cái mặt bằng chi tiết của một cái công trình nhà chị Hà Ngọc Nga nhé quý vị các bạn nhé, nhà chị Nga. Thì trên cái màn hình này thì quý vị các bạn có thể thấy được là lối lên đây là mình đang làm là ba bậc là sảnh chính này đúng không ạ, và các cái phần mà để đi vào cái khu vực phòng bếp thì mình cũng có cái lối lên riêng đó, và khu vực phòng thờ mình cũng có lối lên riêng như quý vị các bạn nhé. Với là cái sảnh hành lang ở đằng trước đây thì là mình đang làm để rộng là khoảng 1,5m đúng không ạ, để là mình đi lại nó dễ dàng hơn và có cái lối để chúng ta đi vào cái khu vực phòng thờ đúng không ạ. Đó, cái diện tích cái khu vực phòng khách này, diện tích của cái toàn thể cái công trình xây dựng nhé quý bạn nhé, diện tích sử dụng xây dựng ấy là đang là 8,4 nhân với lại 12,2, tức là tổng cái diện tích này nó sẽ dao động vào khoảng 100m2 đúng không ạ. Và toàn thể cái nhà này, cả phần sảnh nó sẽ rơi vào khoảng tầm 120m2 quý bạn nhé, cả toàn bộ cả sảnh ngoài luôn đúng không ạ. Thế còn cả cái sảnh này nó chỉ rơi khoảng 110m2 thôi nhé quý bạn. Đối với khu vực ngoài này, đây chính là khu vực phòng thờ, thì kích thước phòng thờ đang là bằng 1,8 nhân với lại bằng 2,8, thì kích thước phòng thờ đang là 5,2m2 đúng không ạ. Và tất cả các cái cửa mở ra bên ngoài này này là 1650 này, Cường đều tính toán theo phong thủy hết cho chị Nga rồi đúng không ạ. Phòng ngủ 03 thì là kích thước đang là 10m2, kích thước rất là ghi rất rõ đây ạ, chiều rộng là bằng 3,5 nhân với lại 2,8, và khu vực vệ sinh là 3,3 đúng không ạ, khu vực vệ sinh 2 cũng là 3,3. Cái phòng ngủ 02 này thì mình đang làm là cũng kích thước là bằng 3,6 nhưng lại 2,7 là cũng là bằng 10m2, và phòng ngủ 01 là được 11,7. Quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là khi mà Cường tính toán thiết kế thì là Cường sẽ bố trí làm sao để cho nó phù hợp 100m2. Thế nhưng mà các cái phòng này này đều rất là cân đối, đều là 10m2, đều đầy đủ các cái công năng, kể cả vệ sinh vào nữa là hơn 10m đúng không ạ. Đấy, nguyên sử dụng của phòng ngủ là 10m, còn vệ sinh và thêm 3m nữa là khoảng 13m. Đối với lại một cái diện tích một ngôi nhà mà 100m2 mà Cường thiết kế được 3 phòng ngủ đúng không ạ, một phòng thờ và các cái phòng này đều có vệ sinh, như vậy cái công năng như này là rất là hợp lý và rất là phù hợp với lại một cái ngôi nhà vườn máy Nhật như quý vị các bạn nhé, chúng ta để dùng để nghỉ dưỡng phải không ạ. Còn phần sảnh này thì là cái phần và phần phòng khách này thì là cái phòng khách này đang có chiều rộng là bằng 4,3 nhưng mà 4,7, nó phòng khách này rất là ấm cúng như quý vị các bạn nhé. Phòng khách này đang có cái diện tích là bằng 21m2 đúng không ạ,
và phòng bếp thì là có cái diện tích là bằng 18 m², thế nên là rất là hài hòa, có cái lối đi ra ngoài này, đúng không ạ? Đây là toàn thể cái bản vẽ của bên mình. Thì video sau Cường xin phép là hướng dẫn các bạn đọc cái hồ sơ này để cho quý vị các bạn là dễ dàng áp dụng được vào trong cái công trình nhà mình nha quý vị các bạn nhé. Đó, còn trên cái bộ hồ sơ bản vẽ này nó có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau, thì quý vị các bạn có thể thấy được là từ cái bản vẽ mặt bằng mái vân vân có khoảng hơn 30 bản vẽ cơ như quý vị các bạn nhé. Đó, thì là trong cái video sau Cường sẽ hướng dẫn rất sâu cho quý vị các bạn đấy, để cho quý vị các bạn là có thể là hiểu và áp dụng được vào trong cái công trình của nhà mình nó dễ dàng hơn đó. Trong cái video sau ấy thì là ví dụ như là đây là cái bản vẽ về mặt là bằng lát nền đó, thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là lát nền, cái mốc lát ở đâu và lát như thế nào thì đẹp, thì tất cả cái phần này thì là Cường sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn để cho quý vị các bạn cũng như là các bác thợ là có thể là hiểu được, phải không ạ? Rất là nhiều các bản vẽ khác nhau và tất cả các bản vẽ thì đều được mô tả cực kỳ chi tiết, đúng không ạ? Nếu bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn thì quý vị các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua cái số điện thoại là 0988 799 322. Cường sẽ trực tiếp mà là tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn nhé, quý vị các bạn nhé. Đó, đây ạ. Thì trong video sau Cường cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc từng các khoảng cách như thế nào này, từng các bản vẽ ra sao này, hay là đây ạ. Ví dụ như đây là cái bản vẽ về phần cửa đi, đúng không ạ? Đây là bản vẽ phần cửa. Thì trong cái phần cửa này nó có những cái phần gì mà mình cần phải lưu ý đó, thì là Cường cũng xin phép là chia sẻ rất sâu cho quý vị các bạn để quý vị các bạn là có thể hiểu được. Đó, bên mình ý, thì là tất cả các bản vẽ mà ngoài cái tính toán về phong thủy ra cho các bạn ra thì là mình còn mô tả chi tiết cả bằng 3D như thế này, thế nên là các bạn sẽ rất là dễ hiểu và rất dễ thi công như quý vị các bạn nhé. Đó là cái lợi thế của bộ hồ sơ bản vẽ của bên công ty cổ phần kiến trúc HCG đó, rất rõ ràng và chi tiết cho các bạn đó. Các bạn là hãy xem và để áp dụng được vào trong cái công trình nhà mình, hay như cái bộ bản vẽ cửa đây thì là Cường đều tính toán cho các bạn là cái chiều dài, chiều rộng của toàn cửa này và kích thước thông thủy, tức là cái kích thước phong thủy của cửa, để cho quý vị các bạn hiểu được. Nếu mà quý vị các bạn mà có một cái bộ hồ sơ mà nó rõ ràng chi tiết như thế này thì Cường cam đoan với quý vị các bạn là thợ cũng sẽ không bao giờ có thể làm sai được nhé quý vị các bạn nhé. Và các bạn cũng sẽ cái chất lượng cái công trình của quý vị các bạn cũng được kiểm soát, đúng không ạ? Ví dụ như là bên mình ghi rõ ràng là cái kính là kính gì, đúng không ạ? Kính là 8,38 ly đây ạ, 8,38 ly thì đương nhiên là thợ phải mang đến đúng kính 8,38 ly để làm cái bộ cửa này cho quý các bạn. Đó, thì Cường cũng sẽ chia sẻ nó sâu hơn ở trong video sau để cho quý các bạn là biết cách quản lý và kiểm soát cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà mình, phải không ạ? Đó là cái video ngày hôm nay Cường giới thiệu sơ bộ cho quý các bạn để quý các bạn là hiểu được. Và video sau nữa thì là Cường sẽ chia sẻ nó rất là sâu về phần bản vẽ kết cấu như các bạn nhé, để cho quý vị các bạn là rất dễ hình dung và áp dụng được vào trong cái ngôi nhà nhà mình. Đó, toàn bộ các bộ hồ sơ này hay là cả cái phần điện nữa. Ở trên đây đó chính là cái phần điện này. Đó, rất là nhiều các bản vẽ khác nhau, phần điện, phần nước. Rất rõ ràng như này, từ những cái công tắc ổ bóng như thế nào, chiều cao ổ bao nhiêu, đi đường điện ra sao như thế nào, các loại dây để cho quý vị các bạn là rất dễ hiểu và rất dễ hình dung. Đó, thì các bạn hãy xem video tiếp theo ạ. Cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều khi mà đã cùng Cường đồng hành trong những cái video của mình. Cường chúc quý vị các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Chúc quý vị các bạn là thành công. Và các bạn hãy gọi điện cho mình để có cái công trình đẹp nhất. Các bạn hãy gọi điện sớm nhé các bạn nhé, bởi vì là trong năm 2022 ấy, nếu mà mình có cái sự chuẩn bị cho cái ngôi nhà của nhà mình nó sớm hơn ấy, thì là cái công trình của mình nó mới chất lượng được nhé các bạn nhé. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cường xin chào và hẹn gặp lại.